Chào anh em, bây giờ là đây gần 8 giờ sáng, anh em mình chuẩn bị đi ăn sáng xong rồi lại đi quay tập mới. Em mời mọi người phở các bạn này, hôm nay mời mọi người nhé. Mời mọi người, mời anh em nhé. Mời Thành Vinh. Bạn ăn cơm chưa? Bạn ăn cơm chưa? Ở nhà ông này nhớ. Bác Trung Trương ấy. Ờ. Có. Hải editor này. Ui. Vũ Ngọc Thiên này. Ôi trời đông lắm. Ờ hôm qua xem livestream hẹn em với các bạn anh em nói chuyện. Ai? Vũ Ngọc Thiên. Phải không à? Phải. Ui Tuấn Trường. Ui Tuấn Trường hôm qua livestream TikTok kìa anh. Ui Tuấn Trường này. Thủ môn ông thủ môn gì? Thủ môn TikTok. À. Thủ môn online. Muốn đặt thủ không? Muốn đội tuyển thủ môn. Anh tưởng Tuấn Trường bạn anh. Anh cũng có ông bạn tên Tuấn Trường, anh ấy đang suy nghĩ về ông ấy. Nhưng mà ông ấy là bán một cửa hàng tên là Pháo 97, cửa hàng nước. Mời mọi người nha. Tại vì từ nhỏ ông ấy thích chơi pháo. Thì lo anh em nhé, bây giờ là 8 giờ sáng, anh em tôi vừa ăn sáng xong. Không ăn được bao nhiêu các bạn ạ? Ăn không được bao nhiêu? Ăn không được bao nhiêu cả, khó khăn lắm. Không ăn được một tí nào luôn này. Mùa này đang nóng rồi, chẳng có năng. Siêu trộm. Chào các bạn. Chào các bạn, anh em chúng tôi ngày hôm nay thì đang ở trong một khu rừng rất là rộng lớn và rất là mát mẻ. Anh em chúng tôi chuẩn bị quay một cái quảng cáo nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Thế thì nếu anh em nào có nhu cầu mà cần quảng cáo thì có thể liên hệ với chúng tôi. Sương sương bút 100 tỷ. Thì anh sẽ khóa. Bút sương đấy. Sương 1 tỷ. Ok. Đấy. Như các bạn đã có thể thấy thì tôi hay mặc cái bộ quần áo này trong vai ăn mày ăn xin, nhặt rác. Ngày hôm nay cũng vậy. Cái áo này ngày xưa mình mặc hơi mặc lỏng mà bây giờ mặc hơi chật nha. Trong video thì là ăn mày ăn xin okay. Nhưng mà thực ra bên ngoài là ăn mày ăn xin thật. Ok. Đi thôi. Đi xách túi xách đồ kìa. Đi lên đoạn trên này một đoạn. Đi thôi. Cái quần áo cứ vứt đấy được rồi. Đi. Đi đi đi. Ok, máy móc đuổi đấy. Cứ thế là quay thôi. Còn cần gì đâu nhỉ? Phông xanh có chưa đây? Điện thoại còn phông xanh không? Phá rồi thì em đấm thôi. Ôi, cái này quay MV rồi đấy. Anh chỉ quay MV tay nhỉ? Rồi, giải đồ ra, chuẩn bị quay thôi. Ê, nhưng mà đi ăn mày mà đeo cái mic này nhìn nó hơi. Ê, chìa khóa nó anh gì? Để tháo hết rồi. Ồ, tụi này em đeo cho. Anh kẹp vào đây. Anh kẹp vào trong này. Cất vào trong kính cho đây. Cái mic để đâu? À, cái mic đưa đây em cầm vào để em nhìn. Quay. Chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người đã đến với chương trình Kỳ Anh Thợ Khóa Đi Phá Khóa Mọi Nẻo Đường. 1, 2, 3. À, từ từ, mặt anh sáng sủa quá nhỉ. Ê, có cái cục than nào đấy? Quay xe. Hello anh em. Chào anh em nhé. Hello
chào mừng các bạn đã đến với nhà của anh Kỳ. Thì anh lại không biết rồi, võ lâm kỳ hiệp vừa ra bắt xe vừa mới đang tặng Kiều Phong. Lỗi kìa. Lỗi. Nhìn này. Đi bạn không đầu gì hả? Anh trên võ lâm kỳ hiệp. Võ lâm kỳ hiệp. Thôi anh. Đúng. Nào nhỉ. Chào mọi người, hiện tại mình đang đứng ở trước cửa quán anh Dưỡng Sky. Thì đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Mình và anh em đang chuẩn bị vào trong để quay. Anh em đi theo tôi nhé. Ok. Đây, đầu tiên các bạn có thể nhìn qua đấy, khuôn viên rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy, cửa hàng thì vừa mới được trang trí, bày trí lại. Rồi ok, đến đây là chỗ Thu Ngân. Đấy, nhìn cô Thu Ngân xinh gái không? Ok quá, ok luôn. Đây là ông chủ của chúng ta. Đấy, anh Dưỡng. Anh Dưỡng thì đã cùng tôi quay một clip cũng khá là ok, được có gần 1 triệu view thôi, cũng không bằng bao nhiêu cả. Tiền thì không có đâu. Đấy, quay qua cái showroom đi. Sau khi đứng đây tầm gần 1 tiếng thì tôi nghĩ là tôi cũng muốn chuyển sang làm người cắt tóc các bạn ạ, tại vì được ở trong những chỗ rất là mát mẻ, nó không bị nực. Cầm đầu thiên hạ. Thôi anh khách này sắp đúng tôi thì về rồi các bạn. Ui các bạn ơi, đây là quán của anh Kỳ, anh thợ khóa. Ui, anh chị anh chịu khóa này. Anh có tiền không cho em mượn 200. Ui. Bắn. Tôi xin tặng cho cậu đúng là người hùng đấy. Tôi xin tặng cho cậu. Thôi em đưa anh thôi, anh có thể giới thiệu qua quán của anh được không? Ok được mà. Thế thì để mình xin phép giới thiệu cho các bạn thì quán của mình đây. Có những thứ rất là bình thường, ví dụ như là kính, mũ, đèn hay là những vật dụng rất là cơ bản như thế này. Ở chỗ mình thì không bán dao, bán kiếm cho các em học sinh. Thắt lưng. Đấy. Khóa số này. Khóa báo động, khóa dây. Đấy, hay là khóa treo rất nhiều loại. Ở đây thì mình có rất là nhiều loại, ví dụ như là móc, treo, chìa khóa. Ok. Tiếp theo đến đây thì khóa. Đây là khóa càng hay là những loại móc khóa. Ở đây thì nó cũng không có gì đâu, nó chỉ là một cái thứ gì đấy, nó rất là kiểu, nó rất bình thường thôi. Mình thì không muốn nói quá nhiều về những cái thứ như này. Ở đây thì cái điện thoại đây. Điện thoại em cất rồi anh. À, máy thế. Đấy, thế thì mình cũng muốn giới thiệu qua một chút thì thôi cho con. À, đây, giới thiệu với mọi người. Đây là toàn các bạn. Ôi, hello mọi người. Ôi, đây là toàn các bạn. Đây. Đây là long thả rơi. Rất là long cao. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm ủng hộ và theo dõi kênh của Kỳ Anh Thợ Khóa. Còn một người nữa, thế thì để mình sẽ giới thiệu tốt cho các bạn. Còn một người nữa thì mình cũng không muốn nói với các bạn, đấy là Khánh Duy Vlog đâu. Đấy, thôi vậy à? Thôi, chắc là hẹn các bạn vào một hôm khác. Có thể là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một hôm khác. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm ủng hộ và đăng ký kênh của Kỳ Anh Thợ Khóa nhé. Xin chào Việt Nam.